nghĩ như vậy. Áo này là chiều dài từ phần lái áo đến phần dây áo là hết là 27,5 cm. Đây, áo này là mình đang móc size là M, ngực là 88 cm. Nếu các bạn mà muốn móc rộng hơn hoặc là nhỏ đi thì các bạn là bật cái phần hàng ở phân cấp. Áo này là chúng ta móc là 4 phân cúp rời như vậy, rồi sau đó ghép lại và lên phân ở phía trên. Còn phần phía dưới là sau khi móc phần phía trên và móc dây áo xong thì chúng ta móc phần phía dưới như vậy. Áo này mình móc hết là 2 cuộn pink ring. Đây, móc hết 2 cuộn pink ring kiếm tulip 2.5. Và các bạn chuẩn bị thêm cho mình là một cái kim để may sợi và một cái kéo để cắt. Đây. Áo này là mình móc rồi 4 phân cấp. Đây, 4 phân cấp như vậy, sau đó ghép lại với nhau và móc lên phần thân, phần cấp ở đây là dài là tầm 9 cm và phần dây áo là dài 12 cm. Phần thân từ đây xuống phần lái áo là dài cỡ tầm là 16,5 cm. Và đây là phần cha cúc cúp cúp ngực ở đây. Đầu tiên là các bạn móc cho mình là một hình. Lần đầu tiên là các bạn móc cho mình. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình 4 xích. Đây. Sau đó các bạn móc cho mình là 3 mũi kép chung một chân. Các bạn quay lại mũi xích đầu tiên và móc 3 mũi kép chung chân. Tiếp theo các bạn móc cho mình một xích và quay ngược lại ở mũi ở đây, móc tiếp cho mình 4 mũi kép chung chân. Tiếp theo các bạn lên 3 xích và quay ngược lại ở đây. Ở đây tất cả các hàng là móc gần giống nhau, có nghĩa là vị trí ở giữa này là chỉ móc là giống, vị trí ở giữa này là móc hoàn toàn giống nhau và vị trí ở phần đầu và phần cuối. Đây, mũi đầu tiên là các bạn móc cho mình là 3 mũi, 2 mũi kép chung chân, có nghĩa là mình tính luôn ở mũi xích này là có nghĩa là thành 3 mũi. Vậy là giờ chúng ta móc 2 mũi kép chung chân vào đây. Tiếp theo là móc 2 mũi kép. Tiếp theo các bạn móc 2 mũi kép chung một chân vào đây. Đây, 2 mũi kép chung chân vào đây. Sau đó móc tiếp một mũi kép vào mũi ở giữa này, vào mũi xích ở giữa. Sau đó một xích. Tiếp theo móc tiếp một mũi kép vào mũi ở giữa này. Tiếp theo các bạn móc 2 mũi kép chung chân ở đây. 2 mũi kép chung chân đây. Đây, 2 mũi kép chung chân. Tiếp theo móc 2 mũi kép.
Sau đó cặp màng móc cho mình 3 mũi kẹp chung chân. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng số 2. Tiếp theo hàng số 3 và lên các hàng nữa. Đến chúng ta móc tại hàng số 9 thì dừng lại, tiếp xe theo hàng số 3. Các bạn cũng lên cho mình 3 xích. Và tất cả các hàng còn lại, các bạn cũng móc đi như vậy, có nghĩa là mũi ở đầu tiên này, các bạn móc cho mình 2 mũi kẹp chung chân. Tiếp theo mũi kẹp ở phần giữa này là cứ mỗi hàng là lên 4, là cầm thêm 4 mũi. Ở đây hàng số 2 là chúng ta móc ở hai mũi kép ở giữa này, thì tới hàng số 3 chúng ta sẽ móc 6 mũi kép ở phần ở giữa này, 6 mũi kép. Ở tất cả các hàng còn lại các bạn cũng móc tương tự, cứ lên mỗi hàng là có nghĩa là mũi kẹp ở phần giữa này là tăng là 4 mũi. Giống như hàng số 4 là sẽ là 10 mũi kẹp ở giữa này. Còn phần ở giữa này thì các hàng còn lại các bạn cũng móc tương tự. Đầu tiên là tiếp theo là 2 mũi kẹp chung chân ở đây. Tiếp theo là 1 mũi kẹp ở phần giữa này. Sau đó là 1 xích và quay lại móc 1 mũi kép. Tiếp theo là 2 mũi kép chống chân ở phần này, ở đây. Đây, 2 mũi kép chống chân vào đây. Đây. Phần ở giữa này, tất cả các hàng các bạn cũng móc tương tự. Và tất cả các hàng là các bạn móc tương tự giống nhau ở mũi đầu, mũi giữa và mũi cuối. Ở cụm đầu, cụm giữa và cụm cuối là các bạn đều móc tương tự. Và ở các cụm mũi kẹp ở đây là cứ mỗi hàng là cộng lên 4 mũi. Hàng số 2 là 2 mũi kép, hàng số 3 là 6 và hàng số 4 là 10. Và các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến khi là được hàng tới hàng số 9 thì các bạn dừng lại cho mình. Đây, tiếp theo là 6 mũi kép. Đây. Sau khi móc xong 6 mũi kép thì mũi cuối cùng kết thúc hàng là các bạn móc 3 mũi kép chung chân. Đây. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến khi được 9 hàng. Đây, tiếp theo mình sẽ móc tiếp cho các bạn là mũi hàng thứ tư. Đây, quay ngược lại và móc 2 mũi kép chung chân vào đây. Tiếp theo sẽ móc 10 mũi kép. Sau khi móc xong 10 mũi kép, chúng ta sẽ móc tiếp là 2 mũi kép chung một chân. Đây, 2 mũi kép chung chân vào đây. Tiếp theo là 1 mũi kép ở giữa này. Tiếp theo là 1 xích, sau đó quay ngược lại móc 1 mũi kép.
Tiếp theo là hai mũi kẹp chung một chân vào đây. Hai mũi kẹp chung chân. Sau khi móc xong hai mũi kẹp chung chân thì chúng ta móc tiếp là 10 mũi kẹp tiếp theo. Sau khi móc xong 10 mũi kép, kép tiếp theo các bạn móc cho mình 3 mũi kép chung chân. Đây, vậy là chúng ta đã móc xong hàng số 4, tiếp theo hàng số 5. Các bạn cũng móc tương tự như vậy và các bạn móc cho mình là đến hàng số 9 thì dừng lại. Hàng số 5 thì mũi kẹp ở giữa này là sẽ là 14 mũi. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi được 9 hàng. Đây. 9 hàng thì chúng ta dừng lại. Sau khi móc được 9 hàng thì chúng ta dừng lại. Ở đây là mình móc áo summer ngực là 88 cm, cho nên các bạn mà muốn tăng hay giảm size thì các bạn là tăng hay là giảm số mũi ở hàng ở đây. Ở phân cấp này, ở đây là mình móc có 9 hàng, nếu các bạn muốn là giảm size out thì các bạn có thể móc 8 hàng, và nếu mà muốn tăng size out thì các bạn móc 10 hàng hoặc là hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ móc nối, móc một hàng để nối tất cả bộ phân cấp này lại với nhau. Đây, đây là phân cấp đầu tiên và các bạn móc cho mình là thêm 3 cái ý như vậy nữa, có nghĩa là áo chúng ta là tổng là bộ phân cấp giống y như vậy. Các bạn móc cho mình thêm 3 cái ý như vậy nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ nối phân cấp này lại với nhau. Đây là mình đã móc sẵn bộ phân cấp. Vậy giờ chúng ta sẽ tiến hành nối bộ phân cấp này lại với nhau. Tiếp theo các bạn lấy cho mình là 3 xích và quay ngược lại, móc ở chân mũi thứ hai là đây. Này, tiếp theo là các bạn móc cho mình là 34 mũi kép. Tiếp theo các bạn sẽ móc 34 mũi kép và bắt đầu là ở mũi chân mũi thứ hai này. Cứ như vậy các bạn móc tiếp cho mình 34 mũi kép. Sau khi móc xong 34 mũi kép thì chúng ta dừng lại và móc cùng ở giữa. Sau khi móc được 34 mũi kép thì chúng phần ở giữa, cùng ở giữa này chúng ta cũng móc tương tự như các hàng còn lại. Có nghĩa là đầu tiên là hai, tiếp theo là hai mũi kép chung chân. Tiếp theo là một mũi kép, một xích và quay lại một mũi kép. Tiếp theo là sẽ hai mũi kép chung chân và mũi ở đây. Đây. Các bạn móc cho mình hai mũi kép chung chân ở đây. Sau khi móc xong hai mũi kép chung chân thì chúng ta móc tiếp là 35 mũi kép tiếp theo. Đây, 35 mũi kép. Mũi đầu tiên là bắt đầu ở đây. Cứ như vậy các bạn móc cho mình 35 mũi kép. Sau khi móc xong 35 mũi kép thì chúng ta móc tiếp phân cấp thứ hai. Đây các bạn là nhớ móc ở hàng, móc ở trái của hàng số 9. Các bạn đừng móc lộn quá ở phân mặt này, mà chúng ta phải quay ngược lại. Đây.
Ở phân cấp tiếp theo, các bạn cũng móc tương tự. Có nghĩa là đầu tiên các bạn móc cho mình 35 mũi kép. Đây, các bạn móc nối liền, móc liền lại với nhau. Đây. Móc liền y như vậy. Các bạn móc cho mình 35 mũi kép. Và các bạn móc cho mình 35 mũi kép. Và phân cấp bên này và các phân cấp còn lại các bạn cũng móc tương tự như vậy. Các bạn móc tương tự như vậy, có nghĩa là 35 mũi kép. Sau đó đến cụm ở giữa, cụm ở giữa thì các bạn móc tương tự các hàng còn lại. Này, móc tương tự phân ở dưới này. Sau đó là tiếp theo là 35 mũi kép và móc nối tiếp là ở phân cấp tiếp theo. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi là xong 4 phân cấp thì chúng ta móc, thì chúng ta dừng lại và nối vòng tròn lại. Trong lúc là móc nối cấp thì các bạn cũng đè luôn cái phần sợi dây thừa này vào phần chứng móc để chúng ta tiến hành dấu sợi luôn. Đây, chúng ta kẹp luôn phần sợi này vào để móc, tiến hành móc và dấu sợi. Cứ như vậy là chúng ta vừa móc mà vừa dấu luôn phần sợi thừa. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi đến phân cấp cuối cùng và chúng ta tiến hành là nối vòng tròn lại. Sau khi móc xong thì chúng ta tiến hành nối vòng tròn lại bằng một xích. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nối khép vòng tròn lại bằng một mũi xích, bằng một mũi dời. Các bạn đâm vào vị trí ở đây. Đây. Các bạn cẩn thận chứ không là chúng ta lại bị xoắn. Xoắn cấp có nghĩa là bị xoắn và bị ngược mặt. Chúng ta khép vòng tròn lại. Sau khi lấy kim đâm vào mũi ở đây, móc sợi và kéo trượt qua bằng một mũi trượt. Sau đó lên cho mình 3 xích, quay ngược lại. Đây. Tiếp theo các bạn móc cho mình là 3 mũi kẹp chung một chân. Đây, 3 mũi kẹp chung đầu. 1 2 3. Đây. Và sau đó móc sợi qua, kéo trượt qua tất cả. Vậy là chúng ta đã móc 3 mũi kép chung một, 3 mũi kép chung đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 34 mũi kép. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 34 mũi kép tiếp theo và sau đó là tới phần ở giữa. Phần ở giữa của bạn cũng móc tương tự như các hàng còn lại. Như các hàng ở chỗ này, đây cũng ở giữa các bạn cũng móc giống nhau. Tiếp theo là sẽ 34 mũi kép. Sau khi móc được 34 mũi kép thì cầm ở giữa các bạn cũng móc tương tự. Đây. Tiếp theo là 2 mũi kép chung chân. Sau 2 mũi kép chung chân sẽ là 1 mũi kép. Tiếp theo là 1 mũi xích. Và quay ngược lại ở mũi ở giữa thì chúng ta móc tiếp 1 mũi kép. Tiếp theo là 2 mũi kép chung chân và mũi ở đây. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình 34 mũi kép tiếp theo. Sau đó móc tiếp là 34 mũi kép.
Sau khi móc được 34 mũi kép, các bạn móc tiếp cho mình là 7 mũi kép chùm đầu, có nghĩa là 7 mũi kép chùm một đầu lại. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó vòng sợi qua và kéo qua tất cả 7 mũi. Đây gọi là 7 mũi kép chùm đầu. Tiếp theo các bạn cũng móc tương tự là 34 mũi kép. Tiếp theo các phân cấp còn lại các bạn cũng móc tương tự cho mình, có nghĩa là ở phân ở giữa này là các bạn móc cho mình là 34 mũi kép, phân ở giữa đỉnh tam giác các bạn cũng móc tương tự như các hàng, và ở đây tiếp theo là 34 mũi kép, và nối giữa hai phân cấp này các bạn móc cho mình là 7 mũi kép chùm đầu. Đây, phần này là các bạn móc tương tự 34 mũi kép, tiếp theo là cầm ở giữa, tiếp theo là 34 mũi kép, và phần ở giữa này là 7 mũi kép chùm đầu lại, và các bạn móc tương tự như vậy cho đến là phân cấp cuối cùng là 34 mũi kép ở phía bên này và 34 mũi kép của phân cấp cuối cùng thì chúng ta dừng lại. Các bạn móc tương tự như vậy. Đây, tiếp theo là 34 mũi kép. Tiếp theo 34 mũi kép. Đây. Các bạn móc như vậy cho đến khi được 34 mũi kép. Và các bạn móc tiếp tất cả các phân còn lại cũng y như vậy cho mình. Sau khi móc xong 34 mũi kép cuối cùng của phân cấp này, 34 mũi kép cuối cùng, chúng ta tiến hành móc 3 mũi kép chùm đầu. Sau đó các bạn móc vào mũi đầu tiên này, sau đó kéo qua móc vào đây, chúng ta móc 3 mũi kép chùm đầu, sau đó kéo sợi qua, sau đó chúng ta tiến hành khép vòng tròn lại, đâm kim vào mũi đầu tiên này, móc qua một mũi xích, mũi trượt và kéo mũi qua. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng đầu tiên. Chúng ta quy định đây là hàng đầu tiên của phần lên thân. Chúng ta móc tiếp hàng số 2. Đầu tiên các bạn lên cho mình 3 xích. Sau đó quay ngược lại, móc cho mình là 3 mũi kép chùm đầu. Hàng số 2 các bạn móc cũng giống như tương tự hàng số 1, nhưng tương tự hàng số 1 có nghĩa là phần ở đây và phần ở hình tam giác, chóp hình tam giác này là móc hoàn toàn giống nhau, chỉ có phần hàng mũi kép ở đây là hàng số 1 là 34 mũi, hàng số 2 là chỉ có 33. Tất cả các hàng là cầm mũi kép ở đây là giảm, cứ một hàng là chúng ta giảm một mũi. Đây, hàng số 1 là 34, hàng số 2 là 33, và cứ giảm dần đều cho đến khi được hàng số 6 thì chúng ta dừng lại. Chúng ta móc như vậy cho đến khi là tới hàng số 6 thì dừng lại. Đây, hàng số 2 cũng giống như hàng số 1, đầu tiên là 3 mũi kép chùm đầu. Tiếp theo là 33 mũi kép.
Sau khi các bạn móc 33 mũi cạnh, các bạn cũng móc tiếp phần ở giữa này là hoàn toàn là giống nhau. Và tiếp theo là 34 mũi kẹp nữa, và 33 mũi kẹp nữa. Đây, các bạn móc tiếp ý như vậy cho mình là ba. Tiếp theo là 33 mũi kẹp và phần ở giữa là móc giống nhau. Sau đó là móc tiếp 33 mũi kẹp nữa, là sau đó chúng ta tới phần ở giữa này. Sau khi móc được 33 mũi kẹp thì chúng ta móc tiếp là 7 mũi kẹp chung một chân ở chùm đầu, 7 mũi kẹp chùm đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 33 mũi kép. Các bạn cứ móc tương tự cho đến khi hết hàng, cho đến khi được 33 mũi kép cuối cùng thì chúng ta móc 3 mũi kép chùm đầu và sau đó là chúng ta kết thúc hàng. Các bạn móc tương tự như vậy. Sau khi móc xong được 33 mũi kép cuối cùng của hàng số 2 thì chúng ta móc tiếp là 3 mũi kép chung chùm đầu. Sau đó kéo sợi qua và chúng ta tiến hành móc lại và kết thúc hàng nối vòng tròn số 2. Đây, các bạn đưa kim móc vào mũi đầu tiên ở đây, móc sợi và kéo qua, sau đó lên 3 vẫn. Hàng số 3 các bạn cũng móc tương tự như vậy. Mũi kẹp ở này, ở hàng mũi kẹp ở đây, ở hàng số 3 thì chúng ta chỉ còn là 32 mũi, và cứ đến một hàng là chúng ta sẽ giảm một mũi ở ở hàng mũi kẹp ở đây, và các bạn móc tiếp như vậy cho đến khi được 6 hàng thì chúng ta dừng lại. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến khi được 6 hàng thì chúng ta dừng lại. Đây. Đầu tiên là các bạn 3 mũi kép chùm đầu, sau đó là một hàng mũi kép ở hàng số 3 thì 32 mũi, hàng số 4 thì 31, hàng số 5 thì 30 và hàng số 6 là chỉ có 29 mũi. Và cầm ở giữa này thì các bạn cũng móc tương tự như các hàng ở sau này. Và sau đó là tiếp theo là một hàng mũi kép, và mũi ở đây là các bạn móc 7 mũi kép chùm đầu lại, 7 mũi kẹp chùm đầu, và sau đó là các hàng ở sau này, các cầm ở sau này là các bạn móc tương tự như vậy. Các bạn móc như vậy cho mình đến khi là được 6 hàng thì chúng ta dừng lại. Sau khi móc xong hàng thứ 6 thì chúng ta móc tiếp hàng số 7. Đầu tiên các bạn cùng lên cho mình 3 xích, có nghĩa là 3 bính. Tiếp theo là móc 2 mũi kẹp chùm đầu. Đây. Tiếp theo các bạn móc cho mình là 30 mũi kép. Tiếp theo là 30 mũi kép. Tiếp theo là 30 mũi kép. Sau khi móc xong 30 mũi kép thì chúng ta móc tiếp vào mũi ở giữa này là một mũi kép. Sau đó là một mũi xích. Và quay ngược lại mũi ở giữa là móc tiếp một mũi kép nữa. Sau đó chúng ta móc tiếp 30 mũi kép tiếp theo. Mũi đầu tiên bắt đầu ở đây. Các bạn móc cho mình là 30 mũi kép tiếp theo. Đây, ở đây là mình đã móc xong 2 mũi, các bạn móc tiếp là 28 mũi còn lại. Sau khi móc xong 30 mũi kép thì chúng ta tiến hành móc
năm mũi cạp chùm đầu, năm mũi cạp chùm đầu. Đây. Và tiếp theo các bạn móc tương tự, có nghĩa là 30 mũi kép và mũi ở giữa này là một kép, một xích và một kép, tiếp theo là 30 mũi kép tiếp theo và 5 mũi kép chùm đầu ở phần giữa này. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến khi là còn 30 mũi kép cuối cùng thì chúng ta dừng lại. Sau khi móc xong 30 mũi kép cuối cùng thì chúng ta là móc tiếp là 3 mũi kép chùm đầu. Sau đó chúng ta móc vào mũi đầu tiên, rồi móc sợi qua và kéo sợi qua và chúng ta ghép vòng tròn lại. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng số 7. Tiếp theo hàng số 8, các bạn cũng lên cho mình 3 mũi xích. Sau đó các bạn móc toàn bộ, móc toàn bộ là mũi kép, chỉ có ở giữa này là các bạn móc 2 mũi kép chung chân, 2 mũi kép chung chân vào mũi ở giữa này. Còn toàn, còn lại toàn bộ là các bạn móc cho mình mũi kép. Đây. Các bạn móc toàn bộ là mũi kép. Móc toàn bộ là mũi kép, tới mũi ở giữa thì các bạn móc là 2 mũi kép chung chân vào mũi ở giữa này, vào đỉnh chính giữa này là 2 mũi kép chung chân. Móc toàn bộ mũi kép đến mũi ở giữa là các bạn móc 2 mũi kép chung chân. Đây. Tiếp theo lại móc tiếp mũi kép vào đây. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Móc toàn bộ là mũi kép cho đến là mũi ở phía giữa này, ở phần đỉnh ở trên này thì các bạn móc 2 mũi kép chung chân, sau đó móc toàn bộ là mũi kép tiếp theo. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc xong đến cuối hàng, chúng ta móc một mũi xích hoặc là một mũi dời để kết thúc hàng, để khép vòng tròn lại. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ móc phần hoa văn cuối cùng này. Đây. Tiếp theo lên phần hoa văn cuối cùng. Đầu tiên các bạn lấy cho mình một xích, sau đó quay lại vào chân mũi đầu tiên này, móc cho mình một mũi đơn. Đây. Sau đó các bạn lấy cho mình 3 xích, có nghĩa là 3 bẫn. Quay ngược lại mũi bẫn đầu tiên, móc cho mình đây trượt qua, sau đó móc cho mình 3 mũi đơn đây, sau đó móc tiếp 3 mũi đơn. Sau đó lên 3 xích và quay còn lại mũi xích đầu tiên, vòng sợi qua và kéo qua. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Đây. Tiếp theo là 3 mũi đơn. Sau đó lên 3 xích. Quay ngược lại mũi xích đầu tiên, móc một mũi trượt qua. Và các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc xong, chúng ta tiến hành móc một mũi đâm kim vào mũi đầu tiên, móc sợi qua và trượt một mũi trượt để kết thúc hàng. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình một mũi trượt nữa ở đây, móc tiếp cho mình một mũi trượt. Sau đó các bạn cắt sợi, các bạn chưa một đoạn sợi có tầm 10 cm, sau đó chúng ta để sau này chúng ta
tiến hành dấu sợi vào bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần giấy ảo. Phần giấy ảo đầu tiên các bạn cũng cho mình một tạo cho mình một cái móc đây. Các bạn đâm kim vào mũi ở chính giữa này, chính giữa phân cấp, sau đó móc sợi qua. Tạo cho mình một mũi móc đây, sau đó đâm kim vào, mình chọn 3 mũi chính giữa, các bạn đâm kim vào mũi đầu tiên ở đây, móc qua, sau đó kéo sợi lại. Sau đó các bạn lên cho mình là 70 mũi xích, có nghĩa là 70 mũi bánh. Các bạn lấy kim size kim lớn hơn một xíu, ở đây là mình dùng kim 3.mm, móc cho mình là 70 mũi xích, có nghĩa là 70 mũi bánh. Cứ như vậy các bạn móc cho mình 70 mũi bánh là 70 mũi xích. Sau khi móc xong 70 mũi xích, các bạn thay kim quay ngược lại kim chúng ta đang móc, có nghĩa là kim 2.5. Các bạn móc nối vào phần cấp của phần thân sau. Các bạn chọn 3 mũi ở phía chính giữa này. Các bạn móc cho mình một mũi trường, đâm kim vào ở đây và móc cho mình một mũi trường. Sau đó các bạn móc cho mình 2 mũi xích, quay ngược lại đâm kim vào mũi thứ ba của phần chính giữa này. Đây là mũi đầu tiên, mũi số 2, mũi số 3. Các bạn móc cho mình một mũi trường, sau đó quay ngược lại. Các bạn móc cho mình 70 mũi kép ở phần dây này. Móc cho mình 70 mũi kép ở phần dây. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Cứ móc như vậy cho đến khi là được 70 mũi kép thì chúng ta dừng lại. Sau khi móc còn cỡ tầm 10 cm nữa thì các bạn kẹp đoạn giấy thừa này vào để chúng ta vừa móc và tiến hành dấu sợi luôn. Đây. Các bạn vừa móc vừa kẹp đoạn giấy nữa vào. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi đến cuối hàng. Sau khi móc được 70 mũi kép thì các bạn đâm kim vào mũi kim chính giữa. Đây là mũi đầu tiên, số 2, số 3. Đây, đâm kim vào mũi số 3 chính giữa này và móc cho mình một mũi trường. Tiếp theo là móc cho mình mũi trường thứ hai. Đây. Sau đó chúng ta cắt sợi, chưa cho mình một đoạn sợi có tầm 10 cm để sĩ chúng ta tiến hành may dấu sợi vào trong. Sau đó rút ra. Vậy là chúng ta đã móc xong phần dây. Phần dây còn lại cũng các bạn cũng móc tương tự như vậy. Tiếp theo các bạn móc cho mình, tiếp theo các bạn lấy kim lớn, còn lại là kim 3 ly. Các bạn móc cho mình là một đoạn xích dài 26 mũi mũi. Đây. Móc cho mình là 26 mũi xích.
Sau khi móc xong 26 mũi xích, các bạn đưa tay giữ vị trí mũi xích này lại. Sau đó thay kim nhỏ, có nghĩa là kim 2.5. Các bạn móc tiếp cho mình 3 mũi xích. Sau đó vòng dây và quay ngược lại vị trí mà mình đã đánh dấu đây. Các bạn móc cho mình là mũi kép. Đây. Sau đó các bạn móc cho mình là toàn bộ mũi kép trên phần dây mà chúng ta đã bắt. Móc toàn bộ là mũi kép. Sau khi móc tới phần gần cuối này thì các bạn cũng làm y như vậy, là kẹp đoạn giấy thừa này vào và vừa móc và vừa chúng ta dấu luôn đoạn giấy thừa. Sau khi móc được 26 mũi xích, các bạn móc cho mình 26 mũi kép, các bạn móc tiếp cho mình một mũi xích. Sau đó là chúng ta tiến hành là chưa một đoạn sợi dài cỡ tầm 50 cm. Sau đó các bạn tiến hành cắt và ruột sợi qua. Sau đó các bạn lấy kim may. Máy phần này vào vị trí chỉnh giữa đây. Vào vị trí chỉnh giữa của áo. Đây. Máy vào vị trí chỉnh giữa. Các bạn lấy ghim và ghim lại để chúng ta dễ dàng may hơn. Đây. Sau đó các bạn may phần này vào. Máy vào vị trí chỉnh giữa. Đây, cứ như vậy các bạn may, các bạn đi hết tất cả, đi hết hàng này và qua hàng này cho mình. Sau khi may xong thì các bạn tiến hành mà dấu sợi, dấu phân sợi vì ở trong cái đường này. Đây. Và chúng ta tiến hành cắt. Này. Tiếp theo chúng ta sẽ móc xuống phần dưới. Xuống phần ta ở dưới này. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng. Sau đó các bạn xoay ngược áo lại xuống phần dưới này.
các bạn đâm kim xuống vào lỗ bất kỳ. Móc vòng qua. Sau đó móc lên cho mình 3 xích và quay ngược lại. Các bạn móc cho mình một hàng mũi kép xung quanh vòng áo này. Móc toàn bộ là mũi kép xung quanh vòng áo. Và tới đoạn nào mà có các sợi thừa thì các bạn cũng tiến hành là kẹp sợi thừa vào ở đây và móc chung luôn để chúng ta tiến hành giấu sợi luôn. Đây, các bạn móc cho mình một hàng mũi kép. Các bạn lấy kim 2.5 nha. Móc toàn bộ là mũi kép. Móc toàn bộ mũi kép xung quanh áo. Đây, các bạn móc một hàng mũi kép xung quanh áo. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc xong một hàng mũi kép, các bạn đưa kim vào mũi đầu tiên này và móc cho mình một mũi trượt. Đây. Tiếp theo các bạn lên cho mình 3 mũi xích. Sau khi lên 3 xích, các bạn quay ngược lại, móc tiếp cho mình 2 mũi kép. Đây. Sau đó, sau khi móc 2 mũi kép, tiếp theo các bạn móc cho mình 3 mũi xích. Đây. Và cắt chân mũi 1, 2, 3, 4. Đây. Bỏ qua 3 mũi ở giữa, móc ở chân mũi thứ 4. Chân mũi thứ 4, các bạn móc tiếp cho mình là 3 mũi kép. Tiếp theo 3 xích, bỏ qua tiếp 3 mũi ở giữa và móc vào chân mũi số 4. Đây. Tiếp theo là móc tiếp 2 mũi kép nữa. Tiếp theo 3 xích, bỏ 3 mũi ở giữa, móc vào chân thứ tư. Móc vào chân thứ tư. Tiếp theo các bạn móc cho mình thêm 2 xích và 2 mũi kẹp nữa. Các bạn cứ lặp lại như là vậy cho đến hết hàng. Đây. Cứ 3 mũi xích, cắt 3 mũi ở giữa. Đây, đâm vào chân mũi thứ 4, móc cho mình là 3 mũi kép. Tiếp theo 3 xích, cắt 3 mũi ở giữa, đâm vào chân mũi thứ 4, móc 3 kép.
Đây. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc gân tuổi tới cuối hàng nhưng số mũi còn lại là không đủ để chia cho ba, thì chúng ta móc theo kiểu là chúng ta chưa khoảng cách ở giữa này là chỉ có 2 mũi. Sau đó là móc mũi kép vào chân mũi thứ ba, móc tiếp cho mình là 3 mũi kép. Sau đó là móc 3 mũi xích và móc một mũi trước vào chân mũi đầu tiên, và sau đó là chúng ta kết thúc hàng. Sau khi kết thúc hàng số 2, chúng ta lên 3 mũi xích và móc tiếp là hàng số 3. Hàng số 3 các bạn móc cho mình là toàn bộ là mũi kép. Móc toàn bộ là mũi kép. Đây, phần ở giữa này là các bạn móc cho mình là 3 mũi kép. Còn phần này thì móc 3 mũi kép như bình thường. Đây. Cứ phần ở giữa này là các bạn móc 3 mũi kép cho mình. Các bạn cứ móc như vậy. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi là hết hàng. Sau khi hết hàng thì chúng ta tiến hành là móc một mũi trượt. Móc mũi trượt vào trong mũi đầu tiên này được qua, và chúng ta kết thúc là hàng số 3. Sau khi móc xong hàng số 3, chúng ta lên 3 xích và móc tiếp là hàng số 4. Các bạn nhìn ở hàng số 2, đầu tiên là mình móc là 3 mũi kép. Vậy là hàng số 4 chúng ta đổi ngược lại. Đầu tiên là chúng ta là móc 3 mũi dịp, 3 mũi xích. Ở đây là mình có 3 mũi xích. Tiếp theo các bạn móc tiếp cho mình 3 xích nữa là tổng cộng là 6 xích. Sau đó cách 2 mũi. Đây, móc vào mũi số móc vào chân mũi số 3 một mũi kép. Tiếp theo móc cho mình 2 mũi kép nữa. Đây. Các bạn chưa khoảng cách ở giữa này là 3 mũi kép, có nghĩa là 1, 2, 3 móc vào chân mũi kép thứ 4 móc vào chân mũi thứ 4 một mũi kép. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi kép nữa. Đây. Chúng ta cứ lặp lại cùng hoa văn này cho đến hết hàng. Cứ lặp lại ý như hàng số 2. Lần đầu tiên là 3 mũi xích. Sau đó bỏ 3 mũi, 3 chân mũi ở giữa, móc vào chân mũi thứ 4 một mũi kép. Sau đó móc 2 mũi kép nữa. Đây. Các bạn cứ lặp lại như vậy giống như hàng số 2 cho đến hết hàng. Và tiếp theo hàng số 4, chúng ta sẽ móc tiếp hàng số 5, là các bạn móc cho mình là cũng giống như hàng số 3, là móc vào toàn bộ mũi kép. Hàng số 5 là các bạn móc toàn bộ là mũi kép cho mình, và các bạn móc như vậy cho đến khi là được 7 hàng thì chúng ta dừng lại. Các bạn móc như vậy cho mình để khi được 7 hàng thì dừng lại. Và hàng cuối cùng sẽ là một hàng mũi kép. Đây. Các bạn móc như vậy cho đến khi được 7 hàng. Đây. Cứ hàng ở phía dưới này là đầu tiên là 3 mũi kép. Thì ở phía trên này là hàng tiếp theo đó là sẽ là 3 mũi dời. Và chúng ta cứ móc xo le như vậy. Đây. Các bạn cứ lặp lại cứ hai hàng này cho đến khi là được 7 hàng thì chúng ta dừng lại. Cứ lặp lại hàng số 1 và số 2 cho đến khi là được 7 hàng thì chúng ta dừng lại. Sau khi móc xong 7 hàng ở phía dưới này
thì các bạn tiến hành móc tiếp cho mình một hàng hoa văn phía ngoài này. Vậy là chúng ta đã móc xong, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc áo crop top 2 dây. Chúc các bạn móc áo thành công.